Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đó đã bước qua là ngày thứ tư rồi và hôm nay thì làm video đó thì sớm một chút lúc này đó thuận làm video là khoảng 57.651 đô cho một bitcoin khi các bạn xem video này đó thì giá bao nhiêu các bạn hãy comment ở bên dưới tại vì Thùng muốn làm video sớm đó để có thể tranh thủ xem cái buổi tranh luận lần đầu tiên giữa cựu tổng thống Trump và phó tổng thống Kamala Harris các bạn đây sẽ là cái lần đầu tiên mà hai người tranh luận với nhau thì đương nhiên sẽ có những cái đề tài liên quan đến nền kinh tế liên quan đến vấn đề sức khỏe, vấn đề biên giới vân vân. Thuận không có nghĩ là ngày hôm nay chúng ta có khả năng cao sẽ nghe hai người tranh luận về crypto đâu. Bên của cụ tổng thống Trump đó thì cái quan điểm rất rõ ràng là các bạn, nhưng mà ở bên của phó tổng thống cái bà này Harris đó, thì bà chưa hề nói gì về crypto hết. Trong những cuộc tranh luận như thế này đó thì những câu hỏi họ sẽ xoay quanh những cái chiến lược mà hai ứng cử viên này cho là quan trọng cho nên khi mà chúng ta thấy có một ứng cử viên mà không đề cập đến một vấn đề nào đó thì có khả năng cao họ sẽ không hỏi về vấn đề đó các bạn nhưng mà thùng cũng sẽ nghe và chia sẻ những gì thú vị với các bạn hy vọng có những thông tin thú vị liên quan tới nền kinh tế trong cái cuộc tranh luận này ngày hôm nay các bạn và nó sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ tối tại Cali và nó sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng tại Việt Nam. Và chúng ta bây giờ nó hãy trở lại với lại tình hình chung của thị trường thì các bạn cũng đã thấy trước hết thì cái dòng của thuần vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục các bạn. Nhưng mà không sao, hôm nay chúng ta cũng có rất nhiều những thông tin thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trước hết chúng ta có thể nhìn thấy là về tình hình chứng khoán của Hoa Kỳ thì chúng ta có chỉ số Dow Jones hôm nay đó thì điều chỉnh xuống 0.23% nhưng mà hai chỉ số còn lại đó chính là S&P 500 thì tăng 0.45% và Nasdaq đó thì tăng 0.84% các bạn. Và đương nhiên chúng ta cũng đã biết là gần đây chúng ta có một cái sự tương quan giữa Bitcoin và chỉ số Nasdaq cho nên hôm nay chúng ta cũng thấy Bitcoin đã cũng đã có một cái sự hồi phục tiếp tục các bạn và hôm nay đã nhiều lần chạm cái mức là 58.000 đô hiện bây giờ đã cũng không có phải là cách xa 58.000 đô lắm bây giờ hiện là 57.605 đô và chúng ta nhìn thấy bây giờ pre tới thì không thay đổi nhiều tại vì tất cả đều chờ đợi cái tin tức lớn ngày mai các bạn đó chính là liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI thì để nhắc lại sáng sớm ngày mai tại Hoa Kỳ nghĩa là tối nay tại Việt Nam đó chúng ta sẽ có chỉ số phần trăm lạm phát CPI đây là cái chỉ số lớn cuối cùng trước khi mà Fed ra quyết định về lãi suất vào tuần kế tiếp các bạn. Và chúng ta sẽ có thông tin liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI vào lúc 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali sáng ngày mai và có nghĩa là tối nay 7 giờ rưỡi tối ngày hôm nay tại Việt Nam và ước tính thì để nhắc lại các bạn cũng đã thấy là tháng vừa rồi thì chỉ số phần trăm lạm phát là 2.9 tháng này ước tính là giảm về 2.6% còn về core CPI như là không có tính năng lượng và thực phẩm thì giữ nguyên ở mức là 3.2 ngày mai chúng ta muốn thấy phần trăm lạm phát CPI là như mong đợi hay là tốt hơn và các bạn cũng thấy là hôm nay đã về tin tức tốt đó thì cũng không phải là tin tức gì tốt dẫn đến chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng trưởng đâu một phần đó là tại vì chúng ta thấy tuần vừa rồi là có tuần tệ nhất không chỉ riêng cho Bitcoin mà còn cho chứng khoán Hoa Kỳ các bạn trong năm 2024 này cho nên tuần này chúng ta có một cái sự hồi phục trở lại và chủ yếu đó mọi người đang chờ đợi tin tức liên quan đến phần trăm lạm phát CPI còn về hợp đồng của dầu đó thì các bạn thấy hiện bây giờ đã vẫn tiếp tục giảm xuống ở mức là 66 đô 36 cent cho một thùng dầu bây giờ chúng ta đã thấy dầu đó thì hiện giờ đã dưới 70 đô la rồi các bạn còn về vàng đó thì không rẻ nhiều ở mức là 2.500 46 đô cho một ounce vàng. Bitcoin chúng ta đã vừa nói đến rồi. Còn về tình hình chung của crypto đó thì các bạn thấy được là vốn hóa hôm nay thì nói chung không có thay đổi các bạn. Chúng ta cũng có cái sự hồi phục cho Bitcoin nhưng mà nói chung đó thì tổng số vốn hóa hôm nay thì giảm 0.3% nhưng mà vốn hóa thì vẫn hơn 2,1 nghìn tỷ. Và chúng ta nhìn chung về thị trường altcoin thì chúng ta thấy là phần lớn cũng là màu xanh. Cô như cũng là một ngày tương đối tốt cho thị trường crypto các bạn. Nhưng mà chúng ta cũng thấy đó thị trường nó rất là thú vị tại vì chúng ta đang chứng kiến một cái lọt giảm đồng loạt cho những cái công ty ngân hàng ở Hoa Kỳ. Chúng ta cũng đã thấy hôm nay ngân hàng JP Morgan đã giảm hơn 5% các bạn và không chỉ riêng là JP Morgan, chúng ta có những cái ngân hàng khác. Giờ chúng ta nói tới Goldman Sachs đó, thì cũng giảm khoảng chừng là 5%, Morgan Stanley giảm gần 3% các bạn và phần lớn ngân hàng hôm nay là một màu đỏ. Thì tại sao vậy? thị trường nó nó rất là thú vị các bạn cũng đã nhớ đó là trước đây ai ai cũng chờ đợi fed giảm lãi suất và bây giờ đó chúng ta chỉ còn một tuần nữa thôi là fed sẽ giảm lãi suất lần đầu tiên trong vòng mấy năm qua các bạn đây là một thông tin nó coi như là tốt nhiều người chờ đợi biết bao nhiêu thời gian qua nhưng mà khi mà đến gần cái ngày giảm lãi suất thì nhiều người lại lo lắng những chuyện khác các bạn như là suy thoái tài chính và cái sự ảnh hưởng của giảm lãi suất đối với lại cái việc kinh doanh của những ngân hàng các bạn cũng thấy được hôm nay nó có nhiều ngân hàng họ lo lắng về suy thoái dẫn đến những người mà vay nợ của họ gặp khó khăn cho nên sẽ không thể trả nợ được dẫn đến là họ có nhiều nợ xấu và cũng đồng thời đó họ lại lo lắng về việc là phép giảm lãi suất khiến cho lợi nhuận cho vay bị giảm các bạn thấy nó rất là mâu thuẫn một mặt đó thì họ sợ lãi suất cao thời gian dài dẫn đến suy thoái tài chính dẫn đến họ có nhiều nợ xấu tại vì họ cũng cho vay rất nhiều một mặt khác đó thì Fed giảm lãi suất sẽ dẫn đến việc là họ cho vay thì họ lấy được ít tiền lời hơn tại vì Fed giảm lãi suất các bạn các bạn cũng thấy được họ rất là mâu thuẫn và không chỉ riêng là chúng ta nói tới những cái ngân hàng Hoa Kỳ các bạn chúng ta cũng nói tới những cái sự kiện như là Yen carry trade khi mà chúng ta nghĩ đến đồng gene giảm giá liên tục các bạn thì rất nhiều người muốn chính phủ Nhật Bản làm gì đó để mà giữ giá đồng yen, nhưng mà khi mà họ bắt đầu tăng lãi suất thì mọi người lại lo lắng tới cái việc yen care trade các bạn tại vì chúng ta cũng thấy là lãi suất Nhật Bản nó ở mức thấp, thậm chí là ở mức âm một thời gian dài. Và bây giờ đó có rất nhiều người họ đang vay mượn tiền Nhật Bản và đầu tư vào những nơi khác với cái lợi nhuận cao hơn, dẫn đến là bây giờ Nhật Bản tăng lãi suất thì họ phải bán những tài sản đó dẫn đến là chứng khoán giảm giá. Nói chung là chúng ta thấy là cái thế giới tài chính nó có một cái sự liên kết với nhau và cái mà thị trường không có thích đó chính là cái sự không chắc chắn cái sự thay đổi các bạn có thể nhận như thế này chúng ta có thể xem cái đường giá của chỉ số S&P 500 trong thời gian dài các bạn có thể nhìn vào cái sự tăng trưởng của chỉ số này trong một thời gian mấy chục năm qua thì các bạn cũng thấy là từ năm 1981 tới bây giờ chúng ta vẫn thấy nhìn chung là chỉ số S&P tăng trưởng và trong thời gian này đó chúng ta đã có những thời điểm lãi suất cao lãi suất thấp chúng ta có cái thời điểm dưới chính quyền này chính quyền kia đảng này đảng kia nhưng mà các bạn cũng thấy là thị trường thì có thể làm quen với bất kỳ một cái tình trạng nào các bạn cho dù là lãi suất cao hay là lãi suất thấp nhưng mà ngay cái lúc mà thay đổi đó đó là cái lúc mà thị trường thường có cái sự lắng nhiều nhất cho dù là chúng ta đang nói tới lãi suất từ thấp tăng lên cao hay là ngược lại từ cao giảm xuống thấp từ thấp tăng lên cao đó thì đương nhiên nhiều người sẽ lo lắng tại vì bây giờ đã vay mượn khó khăn hơn làm ăn khó khăn hơn khi mà lãi suất từ cao giảm xuống thấp đó như là chúng ta chuẩn bị vào tuần kế tiếp thì các bạn thấy nhiều người sẽ lo lắng là có phải tại vì nền kinh tế đã chuyển xấu rồi cho nên fed bây giờ lãi suất hay là không lúc nào cũng sẽ có những cái mối lo ngại đó tại vì nền kinh tế nó rất là phức tạp các bạn có thể nói là cho dù thuần theo dõi tin tức bao nhiêu ngày tháng qua các bạn cho dù là các bạn có thể nghĩ là mình hiểu hết cái sự hoạt động của nền kinh tế nhưng mà sự thật đó có rất nhiều cái chúng ta không thể ngờ đến được cũng giống như là năm ngoái đó chúng ta cũng đã nhớ là có những ngân hàng địa phương ở hoa kỳ bị phá sản tại vì fed cũng không thể ngờ đến là dẫn đến việc có nhiều công ty họ đi rút tiền tại vì họ làm ăn khó khăn dẫn đến là những cái ngân hàng họ phải trả tiền cho những người mà gửi tiền cho họ nhưng mà những ngân hàng đó họ lại không có sẵn tiền tại vì họ đã dùng tiền đó để mà đầu tư vào công trái phiếu và công trái phiếu của hoa kỳ đó lại bị giảm giá tại vì lãi suất tăng cao các bạn thấy được là có rất là nhiều thứ chúng ta không thể ngờ đến cho nên khi nó xảy ra cùng với việc gin carry trade cho nên cái lúc mà fed chuẩn bị thay đổi xu hướng là cái lúc mà nhiều người có sự lo lắng nhất và đó chính là cái thời điểm ngay bây giờ các bạn và đương nhiên một trong những yếu tố lớn đó chính là chỉ số cpi ngày mai như thế nào đây là cái thông tin lớn cuối cùng trước khi mà fed bắt đầu ra quyết định lãi suất vào tuần sau các bạn vào ngày 18 tháng 9 và chúng ta có thể nhìn thấy là tâm lý của thị trường crypto nói chung cũng đã ổn định hơn tâm lý của thị trường crypto này nó thay đổi tính theo ngày các bạn chúng ta cứ nhớ tới cái tay không chỉ một tuần nữa khi mà giá giảm xuống từ cái mức là khoảng 59.000 đô giảm xuống chỉ còn có 52.500 đô thì biết bao người lo lắng các bạn khi mà giá từ 59.000 giảm xuống cái mức là 56 57.000 đó thì nhiều người đó cũng không được vui nhưng mà sau khi mà giá đã giảm xuống mức 52 rồi hồi trở lại 57.500 như hôm nay đó thì uh, tâm lý nó lại ổn định lại. <laughs> các bạn thấy tâm lý trong thị trường crypto này đã thay đổi tính theo ngày và chúng ta cũng thấy có một cái sự thay đổi liên quan tới dòng tiền. Dòng tiền Bitcoin Spot ETF đó 8 ngày liên tục đã là một dòng tiền âm các bạn nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm qua đã có dòng tiền dương trở lại. Hôm qua đó kết thúc là dương 28.6 triệu các bạn hiện bây giờ chúng ta đang chứng kiến dòng tiền dương là 53.8 triệu và ngay cả Scale hôm nay cũng không có bán các bạn và quỹ Scale Mini đã thu vào 41.1 triệu. Điều mà làm thường bất ngờ hơn nữa hôm qua chúng ta chứng kiến cái ngày thứ ba mà chúng ta có dòng tiền âm từ BlackRock các bạn. Trong lịch sử của BlackRock từ khi bắt đầu tới bây giờ có Bitcoin Smart ETF đó, từ đầu tới bây giờ. Đây là cái ngày thứ ba mà chúng ta có dòng tiền âm. Không phải là nhiều các bạn, 9.1 triệu thì điều này đã cũng khó hiểu tại vì hôm qua là một ngày mà chúng ta có dòng tiền dương cho hầu hết các quỹ không tính wide scale nhưng mà chúng ta lại có dòng tiền âm đến từ BlackRock. Ngày hôm nay đó thì hiện bây giờ vẫn còn sớm chúng ta vẫn chưa có hết tất cả những cái chỉ số nhưng mà hiện bây giờ vẫn đang dương 53.8 triệu các bạn. Và chúng ta có thể nhìn thấy được về tình hình của Ether Smart ETF đó thì tất cả là không đô la hiện bây giờ. Đương nhiên chúng ta vẫn chưa có những thống kê đến từ Fidelity và BlackRock cho Ether. Nhưng mà hôm nay chúng ta cũng không có lực bán đến từ Rayscale hiện tại. Dòng tiền là 0 đô la. Nói chung đó, thì chúng ta nhìn vào Ethereum, thường đã chia sẻ nhiều lần rồi. Chúng ta không thấy cái dấu hiệu là hoảng loạn bán các bạn. Và khi mà có Ether Smart ETF rồi đó, khiến cho thường có cái cách nhìn nó đa chiều hơn. Tại vì trước đây chúng ta chỉ có Bitcoin Spot ETF cho nên chúng ta có nhìn dòng tiền ra vào và khi chúng ta thấy có nhiều dòng tiền âm như vậy đó thì lại dẫn đến một kết luận là những nhà đầu tư ở phú Wall họ hoảng loạn để mà bán nhưng mà bây giờ chúng ta đã có Ether Spot ETF thì các bạn cũng thấy là chúng ta không có hiện tượng hoảng loạn bán cho Ether Spot ETF chỉ là không có sự hứng thú để mà đầu tư nhiều vào Ether Spot ETF mà thôi khi chúng ta có thêm Ether Spot ETF đó, thì chúng ta có một cách nhìn tốt hơn rõ ràng là chúng ta chỉ thấy hiện tượng là chốt lời đến từ Bitcoin Spot ETF. Chứ nếu như không đó, thì à, nếu như mà họ thật sự lo lắng thì họ sẽ bán luôn cả Ether Spot ETF các bạn và ngay bây giờ đó tuy là chúng ta không thấy cái hiện tượng hoảng loạn bán ether spot etf nhưng mà tình hình cũng không phải là tốt đâu chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều rồi nếu như mà các bạn muốn thấy những cái quỹ etf khác như là solana etf cardano etf xrp vân vân thì các bạn muốn thấy sự thành công thu hút dòng tiền đến từ ether spot etf và điều đó vẫn chưa có xảy ra các bạn và nếu như các bạn là blackrock các bạn là fidel đi những công ty forward đó thì các bạn có những quỹ đầu tư này vì lý do gì các bạn? Vì lý do là các bạn muốn thu hút dòng tiền tại vì họ sẽ lấy một phần coi như là chi phí hàng năm và để cho họ kiếm được nhiều tiền đó, thì họ phải quản lý nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta cũng không thấy cái sự thành công thu hút dòng tiền cho quỹ Ether Spot ETF nó rất là chậm luôn các bạn và cho đến khi nào mà những cái công ty forward họ thật sự là kiếm được nhiều tiền từ quỹ Ether Spot ETF họ mới bắt đầu có những quỹ ETF khác tại vì họ sẽ nghĩ đơn giản là chúng ta nhìn vào Ether là cây đồng lớn thứ nhì có cộng đồng rất lớn sau Bitcoin nhưng mà cũng không thành công thu hút dòng tiền thì họ cũng sẽ không hứng thú với những quỹ ETF khác đâu và chúng ta có thể nhìn thấy được là phần trăm mà chưa có lợi bây giờ là bao nhiêu để thường refresh lại để các bạn nhìn thấy được là với cái mức giá của Bitcoin kết thúc ngày hôm nay là khoảng 57.600 đô đó thì phần trăm Bitcoin trừ có lời bây giờ vẫn dưới 80 các bạn 75.28 hiện tại và các bạn cũng đừng quên là chúng ta đang ở trong tháng 9 các bạn tháng 9 á, thì chúng ta điểm biết với cái tên là September là một cái tháng mà trong lịch sử rất là tại tính tới ngày hôm nay đó thì tháng 9 này không phải là tại các bạn chúng ta đang chứng kiến à, vào ngày 10 tháng 9 ở Hoa Kỳ có nghĩa là chúng ta đã kết thúc 1 phần 3 của tháng 9 rồi thì bây giờ chúng ta đang âm là 2.5 phần và đương nhiên tháng 9 này còn tới 20 ngày nữa các bạn ta mới biết được là kết thúc là như thế nào. Nhưng mà sau tháng 9 chúng ta sẽ đi vào tháng 10 và tháng 11 là hai cái tháng mà rất tốt trong lịch sử của Bitcoin các bạn. Tháng 9 là cái tháng tệ nhất trong tất cả những tháng trong lịch sử của Bitcoin nhưng mà qua tới tháng 10 đó là cái tháng rất là tốt và tháng 11 là tháng tốt nhất trong năm của Bitcoin trong vòng mười mấy năm qua các bạn. Và đương nhiên chúng ta chỉ tính cái mức độ trung bình mà thôi. Cho nên chúng ta cũng thường hay nói tới là sau September chúng ta sẽ đến October các bạn và Moonvember nhưng mà cái đó là chúng ta chỉ nói tới những ai mà đầu tư ngắn hạn mà thôi Và chỉ là một cái thông tin để các bạn nắm bắt được là tình hình hàng tháng nó như thế nào Trong lịch sử của Bitcoin Nhưng mà về dài hạn đó, thì các bạn thấy Khi mà chúng ta so sánh những cái tài sản với lại đồng đô la Thì các bạn cảm thấy được là những tài sản đó nó tăng giá theo năm Nhưng mà khi các bạn so sánh với những tài sản như là Bitcoin đó Thì các bạn có thể thấy được là trên căn bản những cái hàng hóa không tăng giá mà giảm giá các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là nói tới iPhone đi tại vì Apple cũng vừa công bố sẽ ra mắt iPhone 16 các bạn thì các bạn nhìn thấy được là iPhone 4S thì lúc đó đáng giá là 162 BTC iPhone 5 nó đáng giá là 53 BTC iPhone 5S đáng giá là 5 Bitcoin iPhone 6 đáng giá là 1.7 BTC iPhone 6s đáng giá là 2.8 BTC vân vân các bạn và các bạn thấy được càng ngày cái số lượng coi cần thiết để mà mua iPhone thì càng thấp hơn và tính cho đến iPhone 15 đó thì cần 0.031 BTC và iPhone 16 đó thì cần 0.014 BTC các bạn và chúng ta cũng đã từng chia sẻ những cái thông tin tương tự như là liên quan tới giá nhà trung bình ở Hoa Kỳ các bạn thì chúng ta nhìn thấy được là năm 2016 một căn nhà trung bình ở Hoa Kỳ là 288.400 đô thì chúng ta thấy là nó đáng giá lúc đó là 664 BTC Tới năm 2020 đó, cái nhà trung bình ở Hoa Kỳ là 328.900 đô, nó đáng giá là 45 BTC. Và tới năm nay đó, thì các bạn thấy cái nhà trung bình ở Hoa Kỳ là 434.700 đô, đáng giá là 6.6 BTC đương nhiên cho thì nói tới đây là cái giá trung bình trong năm mươi tiểu bang các bạn thì mỗi tiểu bang là mỗi khác tùy theo các bạn sống ở tiểu bang nào nếu như bạn sống ở cali đó, thì giá nhà nó sẽ phải gấp đôi gấp ba con số này nhưng mà cái mà thùng muốn cho các bạn thấy được là càng ngày khi chúng ta so sánh với lại giá nhà đúng là giá nhà chúng ta tính theo đô la đó, thì ngày lại càng tăng lên theo năm tháng nhưng mà khi mà tính với những tài sản như là Bitcoin đó, thì giá nhà ngày lại càng thấp hơn chứ không phải là cao hơn các bạn Và nói tới iPhone đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy được À, cái meme này đã có cái tên 5 năm nhưng mà ngày hôm nay nó vẫn có hiệu lực các bạn chúng <laughs> ta nhìn thấy iPhone 15 cái chú này bận cái áo và đang cầm iPhone 16 trên tay <laughs> các bạn và trở lại với câu chuyện của Bitcoin đó, thì các bạn thấy đây là một tài sản mà giá trị tăng lên theo thời gian đương nhiên sẽ có lúc tăng lúc giảm các bạn nhưng mà khi các bạn zoom ra đó thời gian dài thì rất rõ ràng chúng ta thấy được là càng ngày đó Bitcoin càng có giá trị và càng ngày càng nhiều những công ty hiểu được cái giá trị của Bitcoin cho nên chúng ta mới có những công ty như là MicroStrategy hay là chúng ta nói tới Made Planet đây là công ty ở Nhật Bản các bạn và họ muốn trở thành MicroStrategy của châu Á Đương nhiên họ không có phải là công ty đồ sộ và có thể là mua nhiều như là công ty MicroStrategy Nhưng mà các bạn thấy được là họ vẫn tiếp tục tích lũy Theo uh, từng tháng các bạn thậm chí là thường nghĩ là mỗi tháng họ cũng công bố vài lần Hiện bây giờ đó, họ đã công bố là ngày hôm qua họ đã mua 38.46 BTC nghĩa là khoảng 300 triệu Yen Và hiện tại họ đang lưu trữ tổng cộng là gần 400 Bitcoin các bạn Họ đang lưu trữ là 398.832 Bitcoin Thì đương nhiên uh, mới đầu đó thì rất nhiều người chọc quê Made the Planet các bạn họ nói là Made the Planet muốn làm Michael strategy nhưng mà mỗi lần mua chỉ có vài bitcoin hay là 10 hay là 20 bitcoin mà thôi thì đâu có đáng kể gì đâu nhưng mà các bạn đã thấy là họ tích lũy từ từ và bây giờ họ đã có con số là gần 400 bitcoin 400 bitcoin không phải là con số nhỏ đâu các bạn càng ngày họ lại càng sẽ tích lũy nhiều hơn và nhiều hơn trên căn bản họ đang chung mình giá cũng giống như là Michael strategy họ trung bình giá càng dài hạn thì họ sẽ càng có nhiều Bitcoin hơn. Họ trung bình giá nghĩa là họ sử dụng lợi thế thời gian để có thể tích lũy càng nhiều Bitcoin và giảm đi rủi ro giá cao lên xuống các bạn. Tại vì họ có thể mua nhiều Bitcoin hơn khi mà giá xuống và họ mua ít Bitcoin hơn khi mà giá lên cùng một số tiền. Và trong thời gian dài hạn họ sẽ có một cái mức giá trung bình và miễn là sau này Bitcoin tiếp tục tăng trưởng thì họ sẽ có lời và điều đó cũng đã xảy ra với lại El Salvador các bạn trước đây đây nhiều người cũng chọc quê El Salvador tại vì họ tích lũy không có bao nhiêu và khi họ bắt đầu tích lũy đó thì giá lại giảm vào năm 2022 nhưng bây giờ họ đang gồng lời rất là nhiều các bạn và họ đang lưu trữ tổng cộng là lên tới 5.869 Bitcoin nghĩa là khoảng gần 340 triệu đô la các bạn và họ tích lũy một Bitcoin mỗi ngày thì bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được khi mình refresh thì họ đã tích lũy một bitcoin ngày hôm nay một bitcoin ngày hôm qua một bitcoin ngày trước đó ngày nào họ cũng tích lũy một bitcoin các bạn không cần biết là tình thế giới như thế nào không cần biết là có tin tức gì tâm lý nhà đầu tư ra sao họ tiếp tục tích lũy cho hiện bây giờ họ đang gom lời và chúng ta cũng có một số những cái thông tin tốt liên quan tới bitcoin và crypto các bạn chúng ta có ngân hàng đa quốc gia là standard charter cho biết họ sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ lưu ký crypto cho bitcoin và ether tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và trong thông báo đó tổng giám đốc tập đoàn của standard charter là ông bill winters ông cho biết chúng tôi tin chắc rằng tài sản kỹ thuật số không chỉ là một xu hướng nhất thời mà là một sự thay đổi cơ bản trong cấu trúc tài chính Standard Chartered đó là một cái ngân hàng mà họ đã tin tưởng về Bitcoin Crypto từ lâu rồi các bạn Và hiện bây giờ họ càng ngày càng bành trướng hơn trong cái thị trường Crypto này Có thể nói họ đã đón đúng xu hướng Sau này chúng ta mới có những ngân hàng lớn khác ủng hộ Crypto Nhưng mà Standard Chartered đã có từ trước đây Và nói thật thì uh, tuy không biết là Bill Winter rất là bullish Nhưng mà cái họ của ông thì uh, không có bolus gì các bạn Tại vì chúng ta kỳ nhất là mùa đông Crypto nhưng mà tên của ông là Bill Winters <laughs> và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Renek Land và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay đây là một nền tảng DeFi Lending hỗ trợ việc ký gửi vay token và fiat trên blockchain được bảo trợ bởi Renek Foundation hai đặc điểm trên Renex Land là Low Interest và High Earning. Điều này có nghĩa là bạn sẽ được hưởng lãi suất vay thấp chỉ dưới 5% mỗi năm, trong khi mà vẫn có cơ hội để mà kiếm được lợi nhuận từ những cái sự kiện airdrop. Đặc biệt đó là từ ngày 9 tháng 9 cho đến ngày 10 tháng 10, có tới 3 sự kiện airdrop dành riêng cho người dùng mới. Ký giới Solana, Sol và nhận ngay airdrop, Renex với API lên tới 40%. Chương trình này đó, lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm nền tảng mà không cần phải vay hoặc chịu thêm chi phí. Cụ thể đó thì mỗi Solana, mỗi token Show các bạn ký gửi cho một năm, các bạn sẽ nhận được 250 Renek. Ví dụ, nếu các bạn ký gửi là 20 Solana trong 30 ngày, các bạn có thể nhận được khoảng 411 Renek. Để tham gia, các bạn chỉ cần truy cập. Thứ nhất là truy cập vào Renek Land Dashboard, chọn thị trường Solana và kết nối với Solana. Thứ hai là tiến hành ký gửi Solana của bạn kể từ thời điểm này để hệ thống sẽ tự động ghi nhận và tích lũy Renek cho bạn mỗi ngày. Ký gửi càng sớm càng nhiều xô, lượng Renek bạn nhận được càng lớn. Điều tuyệt vời đó là bạn có thể rút xô trên Renek bất cứ lúc nào mà không bị ràng buộc thời gian. Sau khi mà ký gửi đó thì bạn có thể vay thêm các token được hỗ trợ bởi Renek Land như là VND, USDT vân vân với tỷ lệ vay tối đa là 75% cái giá trị ký gửi. Lãi suất vay cực thấp dưới 5% mỗi năm, không yêu cầu chứng minh tài chính hay là thẩm định tài sản thế chấp và không giới hạn thời gian vay rất thuận tiện cho các bạn vay dài hạn. Mặc dù nói chung thì crypto có tiềm năng tăng dài hạn nhưng mà không phải lúc nào giá cũng tăng ngay sau khi bạn đầu tư mà đôi khi cần phải nắm giữ lâu dài. Bạn có thể tìm hiểu và tận dụng những cái nền sản như là để vừa nắm giữ tài sản lâu dài vừa có thể thêm vốn đầu tư hoặc là chi tiêu hàng ngày. Bạn có thể truy cập chi tiết toàn bộ sự kiện airdrop cho người dùng mới tại phần mô tả ở bên dưới video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin đã bật trong video này. Chúng ta cũng có một cái à, cuộc tranh luận à, giữa Jack Mollers là CEO của Strike các bạn đây là công ty mà cho thanh toán tầng hai của Bitcoin và Peter Ship của Ship Gold một trong những người mà rất là yêu thích vàng các bạn. Thì nói chung á à, Thùng muốn chia sẻ ba cái clip, Thùng không có xem cái này trực tiếp nhưng mà có ba cái clip được chia sẻ trên X Thùng cảm thấy là cũng rất là thú vị. Tuy X là một nơi thiên về crypto cho nên phần lớn những cái clip đó được chia sẻ là về lập luận của Jack Mollers nhưng mà Thùng nghĩ Thùng chia sẻ để các bạn có thể nắm bắt thêm những cái thông tin đó cũng rất là tốt Và nói thật nên cũng không có tin Peter Schiff là một người mà ghét Bitcoin đó các bạn Peter Schiff đã biết tới Bitcoin từ rất rất lâu rồi Có thể nói là trước đây à, tôi nhớ là Matt Kaiser đã tặng Peter Schiff 10 Bitcoin các bạn Cách đây khoảng chừng là 10 năm hay là 12 năm gì đó Rất rất, rất lâu rồi Peter Schiff đã biết Bitcoin từ lúc Bitcoin chỉ có một đô la mà thôi Thì à, đương nhiên ông là người bán vàng Cho nên ông luôn sẽ nói Bitcoin không tốt Nhưng mà sự thật đó Ông có ghét Bitcoin hay không chỉ có ông mới biết mà thôi Nhưng mình thường chia sẻ ba cái clip ngắn này rồi chúng ta sẽ nói tiếp cái clip đầu tiên này đó thì Jack Ma lời nói về cái việc sử dụng vàng trong việc thanh toán thì các bạn đã biết vàng đã từng được sử dụng để mà thanh toán trước đây rồi không phải không có đâu các bạn từ xưa tới giờ đó chúng ta cũng đã thấy là vàng được sử dụng làm phương tiện thanh toán rất là nhiều lần nhưng mà đến cuối cùng đó thì mọi thứ đều chuyển qua là sử dụng tiền giấy hết tại vì sao các bạn tại vì vàng nó có một số những cái vấn đề rất là nan giải tuy vàng là một cái tài sản có thể lưu trữ dài hạn được, nhưng mà nếu nói vàng sử dụng trong việc thanh toán đó thì nó có nhiều cái hạn chế cho nên các bạn thấy được là sau bao nhiêu lần thử nghiệm trong lịch sử của con người cuối cùng đó thì họ là không có dùng vàng để mà thanh toán hàng ngày nữa và chúng ta cũng đã biết là vàng có thể bị lạm phát, giống như chúng ta nói tới là đế chế La Mã khi xưa đó thì các bạn cũng đã biết là bất kỳ thời điểm nào chúng ta cũng có một cái vấn đề đó chính là cái tiền thuế thu lại không bằng cái số tiền phải chi ra vì nhiều cái lý do lắm các bạn, vì thiên tai, vì dịch bệnh, vì chiến tranh. Cho nên, chúng ta nói tới cái ví dụ như là vua của đế chế La Mã khi xưa đó, khi mà họ không có đủ vàng để mà chi tiêu đó, thì họ sẽ đun cái vàng thật ra, những cái thổi vàng thật ra, rồi họ sẽ trộn lẫn với những kim loại khác vào. Và người ta cũng nhanh chóng nhận ra được là có cái gì đó không đúng, dẫn đến một cái hiện tượng gọi là sao money các bạn. Những cái người buôn đó thì họ sẽ dùng những cái thổi vàng đó, họ quăng xuống đất để nghe các âm thanh xem coi là có phải vàng thật hay không tại vì nếu như bạn được trộn lẫn đó, thì sẽ có âm thanh khác và nếu như vàng thật đó, thì sẽ có âm thanh khác cho nên mới có cái tên là sao money như là tiền âm thanh các bạn và nhiều người cho bịt không bây giờ đó chính là sao money tại vì không thể làm giả được đó là một phần các bạn phần kế tiếp mà Jack Moller sẽ đề cập đến trong cái đoạn clip ngắn này đó chính là liên quan tới việc sử dụng vàng khi các bạn sử dụng trực tiếp đó, không có vấn đề gì giống như là thuần bán nhà thì các bạn tôi nói là thuần thanh toán bằng vàng thì bạn đưa vàng cho thuận thì không có vấn đề gì nhưng mà khi chúng ta nghĩ đến là di chuyển xuyên quốc gia thì nó sẽ khác một chút các bạn di chuyển xuyên quốc gia đó thì vàng lại cần phải có lòng tin và công ty thứ ba tại vì vàng đó không có một cái mạng lưới phi tập trung như là bitcoin để tôi chia sẻ cái clip ngắn này để các bạn hiểu rõ hơn rồi chúng sẽ nói tiếp David, the real problem with gold Is that unfortunately it has to centralize? The problem is that gold can't achieve transaction finality without the help of a government or a central party. Meaning that when gold was operating in a local economy and you can exchange the physical coins with your direct counterpart for your butcher, your local tailor, your grocer, whoever you were exchanging with, gold was great. When the world needed to scale an economy and the velocity of money larger than your local economy, Gold failed us. Gold failed us because gold is just a bare physical metal. It does not carry a monetary network. What's the gold network? The gold network are human beings. And when you're trying to transact in an economy of billions of people globally, you are reliant on central parties, banks, governments. And it was for that reason that gold failed. And it, and it failed in a way that you can't operate a truly free market when the concentrated supply is with those that you have to trust. And so that's fundamentally what Bitcoin solved is that you are able to create. A scarce bare instrument and a network that can achieve finality in transactional settlement without the reliance on any government or central party. Đó là cái phần đầu tiên được chia sẻ bởi Chuck Moore. Cái phần kế tiếp tôi muốn chia sẻ đó chính là đến từ uh, Peter Schiff các bạn. Thì uh, Peter Schiff đưa ra một cái lập luận để thằng cho các bạn xem cái lập luận của Peter Schiff như thế nào tiếp. Yeah. Bitcoin is scarce um, in the sense that there's 21 million of them, but so what? It's just a string of numbers. There's nothing to look at. You know, there, there's nothing that it does that's any different than all the other strings of numbers of all the other cryptocurrencies. In fact, there's 22.1. 2 Satoshis. I enough Satoshis for everybody to have hundreds of thousands of them. You can't do anything more with Bitcoin can with Satoshi, Cái lập luận này của Peter Schiff là một lập luận mà chúng ta cũng đã từng nghe nhiều lần rồi các bạn. Ý của Peter Schiff nói đó là chúng ta nói tới Bitcoin là một cái gì đó khan hiếm chỉ có 21 triệu Bitcoin mà thôi. Nhưng mà trên căn bản, một Bitcoin đó là bằng 100 triệu Satoshi các bạn. Satoshi cái đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin như vậy đó thì chúng ta nói tới là không phải chỉ có 21 triệu Bitcoin chúng ta có rất nhiều Satoshi Đó không khan hiếm như là mọi người nghĩ thì đây là một cái lập luận đó không có đúng sự thật rồi các bạn các bạn có nhớ thôi vừa chia sẻ đó khi chúng ta nói tới là một căn nhà ở Hoa Kỳ thì chúng ta cứ nghĩ như thế này nếu như mà một căn nhà của Hoa Kỳ trung bình là 6.6 BTC thì nó sẽ là 6.6 Bitcoin để các bạn có thể mua được một căn nhà ở Hoa Kỳ cho dù các bạn quy nó ra là, là satoshi thì cũng vậy mà thôi các bạn các bạn có thể nghĩ tới là 6.6 bitcoin hay là các bạn có thể nghĩ đến là 660 triệu satoshi thì nó cũng là như nhau mà thôi nó không khác biệt gì hết giống như là các bạn nghĩ đến là các bạn ăn một cái bánh pizza các bạn mới no bây giờ đã thuần cắt cái bánh pizza này ra thành 8 miếng và Thường hỏi các bạn các bạn ăn bao nhiêu miếng các bạn mới no thì câu trả lời là ăn 8 miếng pizza một cái bánh các bạn mới no nó không có gì thay đổi hết các bạn khi mà các bạn thay đổi ra cái đơn vị satoshi hay là không có nó cũng như vậy mà thôi tới cuối cùng một bitcoin vẫn là một bitcoin cho dù các bạn quy nó ra là satoshi thì cũng là như vậy đó là cái phần được chia sẻ đến từ Peter Schiff các bạn có một phần nữa thuận muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến Jack Mahler rồi chúng ta sẽ nói tiếp And the last thing I will say on Bitcoin's volatility you know for the listeners I really think it's an important fundamental point risk is not the same thing as volatility risk refers to the probability of a permanent loss of capital. Risk would be that the bitcoin code or the bitcoin network outright fails. You can make an argument that bitcoin's actually the least risky asset ever because it's the only asset you can store in your head. Bitcoin is, however, extremely volatile. And I will admit that, but that's that's a pro. Volatility is the frequency or like the magnitude of which the price fluctuates. And so well, bitcoin, hold on, hold on. I'm almost done, I promise. 30 seconds. The the point here, David, is that Bitcoin has to be volatile because the asset is inelastic. Because the asset cannot, with more demand in Bitcoin, you cannot make more supply. More demand has to fundamentally be a higher price. Whereas for all other commodities and all other assets, with more supply, you can make more demand, which makes them less volatile, but also makes them, I mean, I just went over the returns in the data, which also makes the returns. Not nearly what we're seeing in Bitcoin. So, Bitcoin volatility is baked into the system because it's a fixed asset. So, as it becomes adopted as a money globally, volatility is implied, but volatility is also the only reason that Bitcoin's averaging 100% year over year growth over the last decade and gold's at 2%. <laughs> so, and, and volatility is not risk. Wow. Because Bitcoin's wow. volatile, it doesn't make it risky, it makes it an opportunity. và cái sự biến động hai cái đó nó khác nhau và ý của Jack Mollers nói đó là Bitcoin có giới hạn bất kỳ một tài sản nào mà có giới hạn đó thì chúng ta cũng sẽ thấy giá cả dao động tại vì nguồn cung và cầu đó sẽ luôn thay đổi và cái sự thay đổi sẽ dẫn đến là giá cả của tài sản đó dao động các bạn và nhất là một cái tài sản mà không thể in ra thêm được thì nó sẽ có một cái sự dao động lớn hơn đó là lập luận đến từ Jack Mollers chúng ta có một cái clip nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn nó khoảng chừng là một phút 30 giây mà thôi thì đây là cái clip của Michael Saylor thì những ai nào mà thích theo dõi những youtuber liên quan đến tài chính đó, thì các bạn cũng có thể nhận ra được cái người bằng áo màu trắng đó chính là Grant Stephen các bạn. Thì Michael Saylor đã được mời đến để mà phỏng vấn à, và các bạn thấy Michael Saylor đó đã chia sẻ là Bitcoin đã tích lũy được sức mạnh vật lý lớn nhất, sức mạnh tính toán lớn nhất và sức mạnh kinh tế lớn nhất. Những người thông minh có tiền đang bỏ phiếu bằng tiền của họ và những gì họ đang làm là bán tài sản yếu mua tài sản mạnh. Nói chung thì luôn có những cái so Bitcoin has accumulated the most physical power in terms of electricity, the most computer power in terms of hash power it's accumulated the most economic power, 700-800 billion dollars of real money has been invested in it it's got the highest market cap worth 1.3 1.4 trillion and it's accumulated the most political power hundreds of millions of people who are passionate about defending it and so how do you know it's not working well if someone came along and launched something that was that was more popular with intelligent people then i guess it wouldn't be working but of course bitcoin's been growing first 200% a year then 100% a year right now it's still uh, growing 40 to 50% a year so it's a monetary virus that's spreading and it's it's uh, extracting the capital from all other capital assets right so that the proof that bitcoin is winning is the performance of Bitcoin is five x the performance of the s and p index, If Bitcoin is outperforming gold, outperforming the s and p outperforming every individual stock, outperforming bonds, outperforming cash, outperforming real estate. What do you see? You see intelligent people with money voting with their money, and what they're doing is they're selling the weak assets, buying the strong asset Michael Saylor luôn có những cái cách thú vị để mà chia sẻ về Bitcoin các bạn Và một trong những cái câu thường thú vị nhất trong những gì ông vừa chia sẻ đó, không biết các bạn à, có từng xem cái phim rất lâu rồi các bạn, à, nó đã ra đời cách đây không chừng là 14 năm rồi, đó chính là inception hay là có cái tựa đề tiếng Việt là kẻ đánh cắp giấc mơ. thì trong cái bộ phim này đó, họ nói là cái thứ mà khó có thể xử lý nhất, khó có thể là dập tắt nhất khi mà nó đã xảy ra, đó chính là một ý tưởng. khi mà một ý tưởng nó nảy lên rồi đó thì cực kỳ khó để dập tắt cái đó. thì giống như là Michael Saylor nói các bạn Bitcoin nó giống như là một cái virus tiền tệ khi mà nó đã thâm nhập vào rồi đó thì các bạn sẽ không còn thấy thế giới như là trước đây nữa và thường cảm thấy nó cũng có điều đúng ở đây và còn một cái clip nữa cái clip này là khoảng chưa một phút mà thôi đây là một cái sự chia sẻ đến từ ceo của marathon digital các bạn đây là công ty đào Bitcoin và CEO của họ là Fred Thiel và nói Bitcoin là một yếu tố an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải duy trì sự thống trị không chỉ trong việc đào Bitcoin mà còn trong việc nắm giữ tài sản Bitcoin trong các công ty của Hoa Kỳ. Để thuận chia sẻ để các bạn có thể uh, nắm bắt rõ hơn. Bitcoin is a national security concern for this country. Russia is the world's second largest Bitcoin mining nation. countries that operate on a bitcoin standard from a perspective of transacting and holding bitcoin and transact outside of the sanctions environment they can transact outside of government controls if the u.s. does not have a substantial amount of bitcoin mining onshore they can be locked out and u.s. companies can be locked out of transacting their bitcoin so strategic ownership of block space is of a national security concern and that's why, with 40% of global Bitcoin mining in the US, the US must maintain dominance, not just in Bitcoin mining, but also in the holding of Bitcoin assets in US companies, whether they're ETFs, whether they're Bitcoin mining companies, whether it's MicroStrategy. But the US must maintain dominance because, by the same reason the US holds 40% of the gold reserves in the world, they can exert influence in financial markets. They have to do that as the world transitions to digital currencies. Các bạn cũng đã nghe cái sự chia sẻ đến từ Fred Thiel, CEO của Marathon Digital. Hoa Kỳ đào vàng và lưu trữ nhiều vàng nhất trên thế giới thì không có lý do gì mà họ không có tiếp tục đào Bitcoin và không những như vậy mà phải lưu trữ nhiều Bitcoin. Đây là một vấn đề về an ninh quốc gia rồi. Tại vì Bitcoin ngày lại càng lớn hơn. Và chúng ta cũng còn vài thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất đó là liên quan tới Ethereum Name Service hay là ENS họ đã tích hợp với lại công ty PayPal và Venmo. Sự tích hợp này đã cho phép người dùng Venmo và PayPal chuyển crypto bằng cách sử dụng các tên ENS đơn giản như là .eth giống như là thuần cap .eth thay thế cho các địa chỉ ví dài dòng. Thông tin kế tiếp đó là Ethereum tầng 2 Sony um, của Sony và ngân hàng Sony đó sẽ tạo ra một stablecoin các bạn dựa trên đồng Yên Nhật. Nói chung đó, thì những cái thông tin chi tiết về cái mạng lưới tầng 2 của Sony chúng ta vẫn chưa có biết rõ lắm, chỉ biết là họ sẽ có một cái đồng stablecoin dựa trên đồng Yên Nhật trên mạng lưới này. Và đây là mạng lưới tầng 2 của Ethereum chúng ta cũng có cập nhật về đội ngũ của FTX thường thấy lâu lâu cũng có nhiều bạn hỏi thuận về chúng ta nghe thông tin uh, liên quan đến Simon Free những người còn lại đó thì như thế nào thì cựu CEO của Alameda đó chính là Caroline Allison các bạn hiện bây giờ đó cô 30 tuổi sẽ bị tuyên án vào ngày 24 tháng 9 của năm nay các bạn nghĩa là còn hai tuần nữa đây thì cô sẽ ra tòa để mà lãnh án vì tội lừa đảo và các bạn có đã biết là cựu CEO của FTX đó chính là Simon Free 32 tuổi đã bị tuyên án 25 năm tù cựu Đồng CEO của FTX Digital Market đó chính là Ryan Salami, 30 tuổi dự kiến sẽ thi hành án vào ngày 13 tháng 10 của năm nay với mức án là 7 năm rưỡi tù và người này cũng đã bị uh, cáo buộc liên quan tới việc vi phạm những cái quy định như là quyên góp tiền cho những cái chính trị gia và cựu giám đốc kỹ thuật của FTX đó chính là Nisha Singh các bạn chỉ 20 tuổi mà thôi cộng với lại uh, đồng sáng lập ghe quen chỉ 31 tuổi cũng đã nhận tội với các cáo buộc hình sự và sẽ lệnh án vào ngày 30 tháng 10 và ngày 20 tháng 11 nói chung là trong năm nay thì tất cả sẽ lệnh án hết các bạn mới đầu là salmon free những người còn lại đó thì có thể là bản án sẽ nhỏ hơn tại vì họ cũng đã hỗ trợ bên công tố viên để mà lên án salmon free cho nên salmon free đã lãnh cái án tù cao nhất các bạn là 25 năm những người khác đó thì có thể là sẽ ít hơn ít hơn là bao nhiêu chúng ta không biết các bạn phải chờ cho đến khi mà họ ra tòa lãnh án à, từ đây cho đến tháng 11 chúng ta mới biết được chúng ta cũng có một cái thông tin cho các bạn các bạn có biết là trong năm nay thôi đó SEC đã có thể thâu được tiền phạt từ những công ty crypto lên tới là 4.68 tỷ các bạn thấy được là tấn công những công ty crypto đã thực sự là có nhiều nguồn thu nhập cho SEC cho nên lúc nào họ cũng muốn tấn công những công ty crypto nhưng mà phần lớn đó của năm nay cái số tiền phạt là đến từ công ty Terraform Labs các bạn nghe công ty đứng sau lưng Terra USD công ty đó đã đóng phạt là 447 tỷ đô la trong cái số là 468 tỷ đô la này. Chúng ta cũng thông tin đến từ Brazil các bạn thì cơ quan thuế Brazil đã sử dụng công cụ AI từ phát triển để phát hiện hơn 180 triệu đô la liên quan tới rửa tiền và trốn thuế bằng crypto. Công cụ AI này đã còn giúp phát hiện được các công ty ma được lập ra để mà trốn thuế và tìm ra những người hưởng lợi từ các giao dịch bất hợp pháp. Và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là một thông tin liên quan tới Monero thì lúc nào đó tôi cũng tưởng nó Monero là cái đồng của công nghệ bảo mật tốt nhất như là các bạn giao dịch bằng Monero đó thì không ai có thể truy ra được người giao dịch là ai các bạn nhưng mà dựa theo thông tin mới nhất đó thì không phải như vậy Chainalysis đây là cái công ty mà họ chuyên về uh, truy tìm thông tích của những cái giao dịch các bạn và họ cũng được mướn bởi những chính phủ thì Chainalysis đó họ đã chạy một cái nô riêng cho Monero và những cái dữ liệu trên đó họ có thể truy ra được cái người giao dịch là ai cho nên bây giờ đó thì có một cái sự tranh cãi một bên thì nói là Chainalysis làm uh, làm gì là không đúng một bên khác đó thì nói là Chainalysis chỉ làm đúng như vụ của họ mà thôi như vụ của họ đó là giúp đỡ những ai mà muốn truy tìm dấu vết của những giao dịch crypto thì Chainalysis sẽ giúp họ có thể tìm được nguồn gốc của những cái giao dịch đó và Monero đó thì không có bảo mật như là mọi người nghĩ. Hôm nay là một ngày mà các bạn thấy là có nhiều altcoin thì cũng có một cái sự tăng trưởng các bạn Nhưng mà Monero đó thì hiện bây giờ đang giảm 2.7% trong vòng 24 giờ qua. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhìn đi nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy như ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, XM, Binance, Alinex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.